Hiền nghèo chào tất cả các bạn ha. Như tiêu đề á, như thường ngày á, mình đi bẻ dừa các bạn. Hôm nay mình vô vườn dừa này quay cho các bạn xem với mình ha. Các bạn vừa thấy quá trời dừa luôn á các bạn. Mình chia sẻ nghề lấy dừa của mình á, các bạn xem. Các bạn cũng mong các bạn ủng hộ mình nhiều nha các bạn. Các bạn thấy vườn dừa này cao thấp, cao có thấp có, mà dừa rất là nhiều. Mình quay tất cả bạn, có thấy cái cây dừa này vàng khè này, cái dừa gì không các bạn? Để mình trèo lên á, mình hái xuống cho các bạn xem nha các bạn. Ba cây rồi các bạn. Ba cây dừa vàng rồi các bạn. Dừa này nó kêu bằng dừa tam quan á các bạn. Có ba cây thôi. Các bạn thấy vườn dừa này mát chưa? Mát cực kỳ luôn. Để mình leo lên mình bẻ cho các bạn xem nha, xem mình trèo như thế nào nha. Đây, để em quay cho mình. Giờ mình trèo nha các bạn. Như các bạn thấy đó, mỗi ngày là mình đi trèo dừa mướn vậy nè các bạn. Bữa nào mà vừa thấp thì khỏe chút, vừa cao thì mệt chút. Như cái này nó cao chót chót luôn.
các bạn thấy trèo mấy cái dừa này á, nó không phải là dễ đâu nha các bạn, cực khổ lắm đó các bạn. Mình làm nghề này nay cũng có chục năm rồi mới leo được vậy nha các bạn. Mình mời các bạn uống dừa tham quan với mình nha. Mời các bạn uống dừa mình nha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ nhớ ủng hộ mình nhiều. Mình rất cảm ơn các bạn nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn.